Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em một tham gia một chương trình AirDrop nhận 20 tốc cần có kêu là BLT, một tốc cần này khoảng 10 đô cho dán hôm nay các bạn. Để tham gia dán hôm nay các bạn click phần link mô tả, mở Telegram các bạn nút start này, bạn sau khi bấm nút start xong các bạn bấm join AirDrop các bạn. Rồi thì các bạn join group kênh Trailer, tại Twitter thì các bạn follow người ta các bạn. Con này mình cũng không có chắc uy tín hay là không các bạn. Thì thấy có tự quyết nữa thì các bạn làm luôn đi. Rồi các bạn like nè các bạn. Con này nó không có tự quyết thì các bạn ơi. Rồi các bạn mới đáp luôn đi các bạn. Rồi bấm nhấn tiếp ship detail các bạn. Rồi bấm bấm đón các bạn. Rồi các bạn gọi là đường link profile username của nó các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng nữa các bạn. Bạn nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhập vào ba cái trên cùng nè, nhập vào một chia sẻ nè. Các bạn bấm vào sai chấp vào khai như tạm các bạn. Mình gửi cho bot nha bạn. Bot khủng này nó vẫn hồi luôn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ John Wallet nha bạn, địa chỉ John Lin, các bạn copy địa chỉ John Lin của mình nha các bạn. Con này chạy 8 tỷ C20 các bạn ơi. Thường thì những dáng chạy hình tảng TC ít có dày lắm các bạn. Còn chạy hình tảng ETH thì ETH rất cao đúng không? Vậy các bạn cố gắng chờ người ta các bạn. Sao cái máy chỉ cho lên mình sao kỹ thôi. Rồi các bạn bấm vào nút reset nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Các bạn bắt vào các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào status để rồi tôi cần nó sẽ cập nhật sau nha tất cả mọi người. Video này các bạn lên ghép chia sẻ một bài những người thân các bạn. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.